Lần đầu tiên trong đời tôi không tìm được lời nào thích hợp để có thể diễn tả cảm xúc của mình. Tôi muốn cảm ơn thần linh vì đã cho tôi trở thành một thành viên của gia đình này, và cũng cảm ơn gia đình của tôi vì họ đã cho tôi có được hạnh phúc lớn nhất thế giới này. Nếu như tôi không có sự ủng hộ của anh Si và mọi người trong nhà thì tôi đã không thể có đủ sức mạnh để làm việc khó khăn như vậy. Người ta nói phụ nữ chỉ trở nên hoàn thiện khi đã trở thành mẹ. Hôm nay Amon đã làm cho tôi nhận ra được là đúng như vậy. Trong tôi đã thiếu thứ gì đó, nhưng giờ nó đã hoàn chỉnh. Nhưng cùng với việc nhận ra điều này, tôi cũng nghiệm ra được một vấn đề khác. Đó là tình mẫu tử không phải sinh ra trong bụng mẹ, mà nó sinh ra từ trái tim. Tình cảm này có ở bên trong mỗi một người phụ nữ. Việc mọi người cần làm chỉ là chạm tới nó, cảm nhận được nó. Để làm được điều đó, mọi người cần phải có một đứa con, dù tự sinh ra hay là không phải, mà là nhận nuôi. Trên thế giới này không chỉ có mình Amon là như vậy, vẫn còn có hàng trăm ngàn đứa trẻ khác không được ở bên cạnh ba mẹ của mình bởi vì lý do này lý do khác. Chúng rất muốn có được sự yêu thương, sự quan tâm, sự chăm sóc từ người khác. Và cũng có những gia đình phải chịu đựng nỗi đau tương tự như vậy, bởi vì vì lý do nào đó họ không thể có được đứa con của mình. Mọi người hãy thử nghĩ đi, nếu như những người của hai thế giới này có thể gặp được nhau, rất nhiều phụ nữ sẽ có thể cảm nhận được sự hoàn thiện đó, và nhiều đứa trẻ sẽ có được một mái nhà, và một gia đình sẽ hoàn chỉnh. Xin hãy tin tôi, mối quan hệ của chúng tôi không hề thua quan hệ máu mủ. Tôi cảm thấy rất tự hào vì trong quyết định này của anh đi, tôi là người ủng hộ cô ấy. Amon sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Đây là một trách nhiệm mà tôi sẵn sàng gánh vác. Tôi và Anandi cảm thấy rất hạnh phúc vì có Amon ở bên cạnh chúng tôi. Amon đối với Anandi cũng giống như là đứa con ruột của cô ấy vậy. Và đối với tôi, nó cũng giống vậy. Em nói đúng, Sumitra. Từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy gương mặt của Anandi tỏ ra hạnh phúc như vậy. Nguồn gốc của sự hạnh phúc này là Amon.
Bác sĩ, Ngân Nga sao rồi? Huyết áp của cô ấy tăng lên rất cao. Cô ấy có gặp phải chuyện gì căng thẳng hay là khó chịu hay không vậy? Không. Làm gì có chuyện căng thẳng khó chịu chứ? Tình trạng cô ấy đột nhiên chuyển biến xấu thưa bác sĩ. Khi tôi nhìn thấy cô ấy thì cô ấy hít thở khó khăn lắm rồi, nên chúng tôi đã đưa cô ấy tới ngay lập tức. Ừ, nguyên nhân của chuyện này có thể là do lo lắng. Cô là y tá Ganh Ga, cho nên tôi nghĩ cô cũng có thể hiểu bất cứ vấn đề nào giống như vậy cũng có thể làm cho tình trạng của cô nguy hiểm hơn đó. Tôi lặp lại với cô một lần nữa là cho dù thế nào thì cô cũng không thể để cho bản thân mình cảm thấy căng thẳng, cô hiểu chưa? Và tôi mong là cô ấy lúc nào cũng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tất nhiên rồi, dù thế nào chúng tôi cũng không để cho nó bước chân xuống giường mà. Vậy tốt, tôi sẽ thay đổi một số loại thuốc. Được. Xin mọi người hãy chú ý, hãy chuẩn bị để thưởng thức một bài nhảy múa vô cùng tuyệt diệu và là một bất ngờ dành cho Bắp Lưu của chúng ta, hay còn gọi là Amon, từ bạn bè của cậu ấy. Vỗ tay. Chú Anup, hôm nay thì chú đã được thành ông rồi. Chú được thăng chức thêm một bậc, từ chú Anup trở thành ông Anup, cấp bậc được tăng lên. Không chỉ là ông Anup mà thật sự là ông nội, ba con mới là ông Alok. Sao chứ? Con đang muốn nói gì vậy? Dạ con xin lỗi chú Anup, con còn tưởng là thím Mina đã nói hết sự thật với chú rồi chứ. Sự thật gì Sanchi? Về chuyện gì chứ? Chú vẫn không hiểu. Không có gì đâu, chú hãy quên đi. Con cũng không biết phải nói chuyện này thế nào nữa. Chú nhìn kìa, tụi nhỏ nhảy múa đẹp thật. Con đừng có lảng tránh chú nữa Sanchi à. Con hãy nói rõ cho chú biết đi, con đang nói sự thật gì? Nói đi. Dạ, chú Anup. Sao hả? Nói đi. Thật ra thì anh Si là con trai của chú và thím Mina. Vậy cho nên lúc nãy con mới nói là Amon cần phải gọi chú là ông nội thì mới đúng. Con đang nói gì vậy hả Sanchi? Sao lại có thể như vậy? Thật ra thì lúc trước mọi người ở trong nhà không có ai biết về chuyện này hết. Nhưng có lần chị dâu Anandi và mẹ tới tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm của bệnh viện Durga Devi, và họ đã biết được sự thật. Cho nên mọi người trong nhà mới biết được. Lúc đó thật ra thím Mina đã sinh ra anh Si của con, chứ đứa bé không hề chết non, như là đã nói với mọi người trong nhà. Mẹ con mới là người sinh ra đứa bé đã bị chết. Con xin chú một chuyện chú Anup, xin chú đừng có nói cho bất cứ ai trong nhà biết là con đã nói cho chú biết. Nếu không mọi người sẽ tức giận với con đó, họ sẽ không thèm nhìn mặt con. Con tưởng chú biết hết rồi, cho nên con mới nói cho chú như vậy. Nếu không con đã không tiết lộ ra hay là đề cập tới nó trước mặt chú. Chú Anup, chú có nghe con nói không vậy?
Chú Anop. Bữa tiệc này chỉ còn thiếu mấy tiếng pháo nữa thôi. Bây giờ thì mình cũng có luôn rồi. Chú Anop sẽ tới chỗ của thím Mina để chất vấn. Lúc đó tùm. Mina, em đi theo anh. Khadak Singh ke khadakne se khadakti hai khidkiya. Khidkiyon ke khadakne se khadakta hai Khadak Singh. Khadak Singh ke khadakne se khadakti hai khidkiya. Khidkiyon ke khadakne se khadakta hai Khadak Singh. कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का खड़के चंदा चमके चम चम चीखे जो गन्ना चोर चीनी चाटे चीनी चटोरी चीनी शीला con trai của anh sao. Trả lời đi Mina. Si có phải là con trai của anh hay không? Là ai nói anh biết chuyện này vậy? Chuyện đó không có quan trọng Mina. Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi. Si là con trai của anh có phải không? Đúng hay không? Em sẽ kể cho anh. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể đâu. Không thể. Em trả lời câu hỏi của anh đi Mina. Bây giờ, ngay tại đây. Si có phải là con trai của chúng ta hay là không? Làm ơn đi Mina, trả lời anh đi. Anh đó. Lúc trước đây khi anh được về nghỉ phép sau 5 năm trong quân ngũ, và trong thời gian đó chúng ta đã có được thằng bé Mahi. Nhưng mà em không nghĩ là em cần phải tiết lộ chuyện này cho anh biết hay sao hả? Không anh ớm, không phải vậy đâu anh ớm ạ. Anh đừng nghĩ như vậy mà. Em thật sự rất muốn nói chuyện này cho anh biết lắm. Lúc nào em cũng suy nghĩ là khi nào anh trở về em sẽ nói mọi chuyện cho anh biết. Nhưng mà mỗi lần anh đứng trước mặt em, can đảm của em được tan biến hết. Em cảm thấy rất sợ khi nghĩ tới chuyện anh sẽ nghĩ thế nào, nói những gì, anh sẽ có phản ứng thế nào. Em rất sợ anh đó mà. Rồi khi em thực sự chắc chắn là mình có thể nói cho anh biết tất cả chuyện này, thì đó cũng là thời điểm mà anh bị mất tích anh đó mà. Trong suốt 25 năm đó em phải sống với cảm giác tội lỗi này. Xin anh hãy tin em đi. Anh hãy tin em đi. Nhưng bây giờ anh đã trở về rồi mà. Em đã có thể cho anh biết sự thật về con trai của mình và thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó. Nhưng mà em không làm. Tại sao? Tại sao em không làm? Với tình trạng bây giờ thì mọi người thấy đây không phải là lúc thích hợp để cho anh biết. Mọi người chỉ đang chờ tới lúc thích hợp thôi anh đó mà. Xin anh hãy tin em đi mà. Mọi người đều đã biết về chuyện này. Mọi người đều đã biết hết về sự thật này rồi. Ngoại trừ anh. Thần linh ơi. Anh đó. Chân đa chân kia chân chân chi khe cho cân na chốn. Chi ti cha ti chi ni cha đô ri chi ni khôn. Kitna mushkil ghi gana. Sanh Chi, uống nước chanh đi. Mình đã cho thêm rượu vào đó. Không, cảm ơn. Hôm nay mình sẽ thưởng thức thứ còn thú vị hơn đó rất nhiều. Là sao chứ? Một lát nữa thì cậu sẽ hiểu được mà thôi. Thank you.
chú anh ốp. Sĩ, sao vậy chứ? Mọi người sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy? Hôm nay tôi được trở thành ông của người ta rồi đó. Ông đó, với tôi thì còn gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa. Ngày hôm nay mọi người phải nhảy múa cùng với tôi mới được. Nè, nổi trống lên đi, mau lên. Mời bà ra đây đi. Ba và Na Lốc ra nhảy đi. Ra nhảy đi chị dâu. Bina, Si, ông không biết phải nói sao để diễn tả được cái niềm hạnh phúc trong lòng của mình nữa. Giống như là đang ở chín tầng mây vậy đó. Hai chân của ông cứ rung lên đứng không có vững một chút nào. Ông ơi, ông đâu thể đi trên chín tầng mây mà ông phải bay. Tao đi gặp mặt của tao đi. Khi một người thấy hạnh phúc, người ta sẽ nói như vậy mà. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi đó nghe nhà mình đó mới lại có niềm vui như vậy. Mọi người cứ nhảy múa chúc mừng,
không cần phải lo lắng cái gì hết. Cứ tận hưởng hết niềm vui này cho trọn vẹn đi. Này Anop à, con trở về và mang lại cuộc sống mới cho gia đình này rồi đó. Không có cách nào tốt hơn để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai đứa nhỏ. Dạ ông nói đúng lắm. Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất của tụi con. Bây giờ chỉ cần hoàn tất thêm một số giấy tờ nữa thôi, coi như có thể nhận Amon về nhà rồi. Đúng vậy không em? Sia, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với con. Con cũng đã được tặng rất nhiều quà rồi. Trong dịp đặc biệt này, ba cũng muốn tặng một món quà nhỏ cho con. Có thể nó không đáng giá bằng những thứ khác, nhưng mà đối với ba, nó rất đặc biệt con à. Quà gì vậy ba Anup? Con... Nhiều năm về trước, ba đã mạo hiểm tính mạng để đi bắt 5 tên khủng bố ở vùng biên giới về. Sau đó chính phủ đã trao nó cho ba để khen ngợi lòng dũng cảm của ba. Ba đã giữ nó rất kỹ, nhưng bây giờ ba muốn giao nó lại cho con. Dạ con cảm ơn ba Anup. Con hứa nhất định sẽ giữ gìn niềm tự hào này của ba. Chú ấy đã biết sự thật. Mình còn tưởng đâu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng cuối cùng lại diễn ra vở kịch tình phụ tử. Chuyện lớn như vậy sao chú ấy có thể chấp nhận được? Khi này em làm cho anh sợ quá canh ca. Anh cứ nghĩ không biết là lỡ mất em rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa. Làm sao anh sống được đây canh ca? Anh đã mất hết tất cả rồi. Bây giờ trong tay anh không còn gì hết, ngoại trừ em và đứa con trong bụng của em thôi. Nếu như để mất em rồi thì cuộc đời anh sẽ không còn gì nữa. Anh sẽ mất hết mục đích sống của mình canh ca. Từ trước đến giờ thần linh vẫn hay từ chối lời cầu nguyện của anh, nhưng mà anh luôn luôn cầu xin người. Anh cầu xin người đừng bao giờ mang em rời khỏi anh. Bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên ở bên cạnh em và con của chúng ta thôi. Anh không cần gì nữa. Anh đó hả? Nãy giờ anh ngồi đây à? Anh chỉ mới tới thôi. Em khỏe rồi mà anh. Nhưng mà sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy? Anh đi ngủ đi. Anh muốn nhìn em thêm một lát nữa, rồi sau đó anh đi ngủ cũng được mà. Em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi người hãy nhìn vào mắt của anh Si kìa. Mọi người có thấy không?
Giống như là ảnh buồn ngủ lắm rồi hay sao đó. Mới giờ này mà mắt của anh Si lờ đờ như vậy rồi thì chắc là chị Anandi cũng buồn ngủ giống như anh ấy rồi. Mây. Được rồi, con còn nói nữa là chúng mắc cỡ bỏ đi đó. Lúc đó thì quà của con có tặng cũng không ai nhận đâu. Có quà sao chứ? Phải. Sau một ngày quá đặc biệt, sẽ có buổi tối lãng mạn dành cho anh và chị Anandi ở khách sạn Le Palace. Nhưng mà đâu cần phải vậy đâu Mahi. Được ngồi chung với mọi người là chị thấy vui lắm rồi mà. Anandi, chúng ta đã ngồi đây rồi, đâu có ai bỏ đi đâu. Nhưng hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với hai vợ chồng con mà. Hai đứa không được để ai làm phiền hết nên Mahi mới sắp xếp vậy đó. Hai đứa phải đi nhanh đi, chứ để chậm quá là mất cơ hội luôn đó. Mau đi chuẩn bị rồi xuất phát liền đi. Nhưng mà quần áo của tụi con... Đây. Mọi người đã thực hiện theo đúng kế hoạch của Mahi và Mina rồi, cho nên mọi thứ đâu vào đó hết rồi. Đừng có lãng phí thêm thời gian nữa, xuất phát liền đi. Mau lên Mahi, đưa anh chị trao đi đi. Ở hết sáng ngày mai cũng được, không cần phải về gấp. Tụi nó đã bất ngờ đúng như kế hoạch rồi. Nhưng mà phải công nhận hôm nay đúng thiệt là vui, ba rất hài lòng. Dạ phải đâu ba. Hôm nay con cũng có được rất nhiều thứ, con cảm thấy hạnh phúc và có thể lý do để yêu thương và tôn trọng người vợ trung thủy chờ đợi con suốt bao nhiêu năm qua. Con nghe người ta nói phụ nữ là hiện thân của thần linh, nhưng tới ngày hôm nay con mới hiểu sao họ lại nói như vậy. Những chuyện Mina làm cho nhà mình trong suốt 25 năm thật sự không phải dễ. Nếu anh ở vào vị trí của em, chắc anh không bao giờ làm được như vậy. Anh rất tự hào về em Mina. Cảm ơn thần linh đã cho anh gặp lại em thêm một lần nữa. Em là lẽ sống của anh, số phận của anh sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nếu như mà không có em trong đó. Vậy mà anh lại ít quan tâm em quá. Từ giờ anh sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm đó. Anh Đớp. Anh Đớp con trai, ba đây sẽ không so sánh con với những chuyện mà Mina đã hy sinh. Nhưng mà ít nhất thì cái chuyện con chấp nhận sự thật cũng ngoài sức tưởng tượng rồi. Mọi người đều sợ con sẽ phát hiện ra. Sợ con bị sốc và không chấp nhận sự thật này thì biết làm sao. Lúc đó tôi cũng sợ lắm anh Nóp à. Để cứu lại cuộc sống của tôi, Mina đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Vậy mà khi sự thật bày ra trước mắt, tôi lại không thể nào chấp nhận nó. Tôi nghĩ chú cũng giống như tôi, không thể nào dễ dàng chấp nhận được chuyện này, phải không? Nhưng mà khi chú hiểu và chấp nhận chuyện này thì tôi biết là mình đã nghĩ sai, mình đã hiểu lầm chú. Tôi tự nói với mình là bản thân phải học chấp nhận sự thật như chú. Đúng là chỉ có Mina mới nói chuyện được với Anop thôi. Bữa giờ bà cũng thấy rất là lo, không biết tới lúc cần thì ai sẽ nói cho Anop biết. Dạ không bà ơi, con đâu nói gì với Anop đâu. Anh ấy biết chuyện đó từ trước rồi,
Sau đó anh ấy hỏi con rồi con mới trả lời cho anh ấy biết thôi. Con cứ tưởng đâu ai đó đã nói cho anh ấy biết chứ. Vậy chứ ai đã nói? Chị đâu có nói gì với Anop đâu. Mà Alok cũng không có nói. Thôi bỏ qua đi chị dâu, ai nói cũng vậy thôi, có gì khác nhau đâu chị. Đây là chuyện vui mà, và em chấp nhận nó là đủ rồi. Phải có khác chứ con trai. Nhưng mà theo như tình trạng hiện tại của con á, mọi người đã thống nhất với nhau là tạm thời khoan nói cho con biết chuyện đó. Nhưng cuối cùng lại có người âm thầm nói cho con biết. Đương nhiên là phải tìm cho ra rồi, làm sao để gia đình nghi ngờ được, phải không? Dạ. Hả? Sao cháu dám gây ra chuyện tày trời như vậy hả Sanji? Cháu có biết cháu làm như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm cho chú Anop cỡ nào hay không? Thần linh ơi, sao cháu cứ thích làm những chuyện khiến cho gia đình xào xao vậy? Nói đi. Bời bà, ông nội đang hỏi cậu đó Sanji. Cậu mau trả lời đi. Tại sao cậu không nói? Bây giờ cậu muốn gì đây? Cậu muốn giết chết mọi người ở trong nhà phải không? Bao nhiêu lần rồi hả? Cứ yên một chút là lại có chuyện. Nhà này cậu phải chịu đựng sự vô trách nhiệm của nó tới bao giờ đi? Anh đang nói gì vậy anh Alok? Bỏ đi, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. May là không có chuyện gì xảy ra với em, chứ lỡ như có chuyện gì thì sao? Nó đâu phải là con nít chứ, cũng đâu phải lần đầu nó phạm lỗi. Em không biết là trước đây nó đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm và nghiêm trọng tới cỡ nào. Mọi người phải phân tích, đã la nó, phải chọa nó, phải hướng nó về con đường đúng. Nhưng cuối cùng không được gì hết, nó vẫn như vậy. Những chuyện con làm còn khiến cho cái nhà này đau khổ hơn là bị kẻ thù tấn công đó, cô biết không? Alok à, sao anh chỉ nói cho em biết thì đâu có gì sai đâu, sao anh phản ứng dữ vậy? Thật sự con bé nói cho em biết sự thật, em thấy còn rất là vui nữa kìa. Con đã nghe gì chưa? Nghe những câu đó mà con không nhận ra là mình có một gia đình tốt cỡ nào sao? Ít nhất thì bây giờ con cũng phải nói xin lỗi chú đi. Xin lỗi. Tụi em không biết trước đây Sanji nó đã gây ra những chuyện gì khiến cho anh giận vậy. Nhưng mà em thấy anh la nó như vậy là hơi quá. Dù sao thì ở tuổi của nó, anh muốn gì cũng phải nhẹ nhàng, không nên la nó trước mặt mọi người như vậy. Nó sẽ cảm thấy rất tự ái. Bây giờ nó lớn rồi anh à, cho nên cũng phải cẩn thận một chút. Thôi bỏ đi. Bỏ qua hết đi ha, đừng giận nhau nữa. Hôm nay là ngày đáng vui mừng, cho nên đừng có để mấy cái chuyện này làm ảnh hưởng tới mình, phải vui vẻ lên. Được một ngày vui đâu phải dễ, sao mà phí được. Bà chắc là bây giờ Si với Anandi tới khách sạn rồi, đúng không? Ba này cũng thật là. Nội chưa ngủ sao nội? Là cháu đánh thức nội sao? Khi thằng cháu ngoan của bà chưa ngủ được thì làm sao bà ngủ được chứ? Điều khiến cháu lo lắng không ngủ được
cũng ngày đêm đeo bám bà. Bà muốn nói cho biết chuyện này. Là chuyện gì? Cũng vì bà mà Ganga nó mới quyết định mạo hiểm tính mạng của mình, nên bà là người phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó. Nếu thật linh làm hay gì tới nó, thì bà sẽ dùng cái mang già này để chiến đấu với thật linh. Nên cháu không cần lo lắng. Dạ đi, đi ngủ đi cháu, có bà ở đây rồi. Đi đi. Là ở nhà gọi. Alo. Là ông đây. Tới khách sạn an toàn chưa? Dạ rồi ông à. Được rồi, tự nhiên nhớ hai đứa cho nên ông gọi thôi. À, ngủ ngon nha. Tạm biệt. Dạ cháu biết rồi, ông ngủ ngon. Là điện thoại ở nhà. Alo. Si hả? Là mẹ đây. Con mở túi ra kiểm tra chưa? Có thiếu gì không vậy? Dạ không thiếu gì hết, mọi thứ đều đầy đủ mà. Ờ dạ. Tốt quá. Vậy mẹ cứ sợ là soạn thiếu đồ cho hai đứa nữa chứ. Không biết có quên bỏ cái gì vô hay không nữa. Con hỏi con bé anh đi thử coi. Nếu thiếu cái gì á thì mẹ nói mà hãy đem tới cho con nha. Dạ không cần đâu mẹ Mina à. Anh đi cũng đã kiểm tra vali rồi mà. Nếu vậy thì được rồi, con ngủ ngon nha. Dạ con chào mẹ, mẹ ngủ ngon. Sao anh có cảm giác là ở nhà gọi nữa vậy? Dạ con nghe. Si, mẹ gọi điện thoại cho con để hỏi là sáng ngày mai hai đứa có ăn sáng với mọi người hay không, hay là ăn ở khách sạn luôn rồi về. Mẹ à, mẹ đang nấu bữa sáng à? Không phải vậy, làm sao mà nấu bây giờ được, để tới sáng là nó nguội hết trơn à. Vậy thì sáng mai tụi con sẽ nói với mẹ. Thôi vậy cũng được, sáng mai mẹ sẽ gọi cho con được không? Dạ được thưa mẹ, cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon. Được rồi con trai, hai đứa ngủ ngon nha. Tiếp theo sẽ tới ba, rồi ba Anop nữa, sau đó là Mahi, rồi tới Sanchi. Ai cũng lo cho mình hết đó. Mừng quá. Chúc mừng em kỷ niệm ngày cưới lần thứ nhất. Anh cũng vậy. Dù có chuyện gì thì anh cũng không nghe máy đâu. Anh nghe đi Si. Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao hả anh? Alo. Alo. Alo, có nghe bà nói không? Dạ con nghe đi. Vậy sao im lặng vậy? Bố có chuyện gì hả? Dạ không ba, mọi người lại cho con như vậy thì làm sao có vấn đề gì được chứ. Vậy hả? Tốt tốt. Ba gọi điện thoại để nói với con là hôm nay là kỷ niệm đầu tiên của hai đứa, cho nên con phải tốt với anh đi một chút. Hai đứa không được cãi nhau, có biết chưa? Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã nhắc nhở con. Tụi con quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới luôn đó. Ba gọi điện thoại đúng lúc lắm, bởi vì con với anh đi đang cãi nhau đi.
Sao phải nói cảm ơn ba làm gì? Nhiệm vụ của ba mà. Nghe nè, sáng mai ba sẽ cho xe tới đón. Được rồi ba à, bây giờ con đã lớn rồi mà, con tự lo cho mình được mà ba. Ờ đúng rồi ha, con lớn rồi. Vậy thôi ba cúp máy nghe. Tạm biệt, ngủ ngon nghe. Ba ơi, ba hỏi ba anh nói có muốn nói gì không? Nếu có thì bây giờ nói luôn đi. Con nghĩ là có đó ba à. Ừ, không, không có gì muốn nói hết con à. Vậy ba cúp máy nghe, ngủ ngon. Ba ngủ ngon. Anh không thể tin được, mới đây đã được một năm ngày chúng ta cưới nhau rồi. Si à, những gì anh cảm thấy em đều có thể hiểu được hết. Anh rất yêu em, và em có thể hiểu được điều đó mà. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em nha anh Si. Anh không biết gia đình mình bị cái gì nữa đó anh đi à. Chắc là họ ghét chúng ta lắm đó. Em nghe chưa? Alo. Alo chị dâu, em là Ma Hi đây. Em gọi cho chị là vì em muốn nói chị. Thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cho nên sáng mai quý khách hãy gọi lại sau. Xin cảm ơn. Ừ. Xong rồi, từ giờ sẽ không có ai làm phiền như chồng mình nữa. Lần đầu tiên anh thấy em chịu hợp tác với anh đó. अजीब नहीं लग रहा है शिव? आज कोई और बच्चा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो हमसे मिलने आएगा ना बबलू? आपका दोस्त आप लोगों से मिलने जरूर आएगा, प्रॉमिस। ये आपकी मम्मी है, इन्हें माँ बोलिए।